Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng, cặp đôi thần tượng với tình yêu gây chấn động toàn châu Á. Ngày 8 tháng 10 năm 2017, Lộc Hàm khiến nhiều người hâm mộ xứ Trung cũng như toàn châu Á sốc nặng khi đăng Weibo công khai đang hẹn hò. Anh tăng thẳng tên nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng và viết: "Chào mấy đứa, giới thiệu chút, đây là bạn gái anh, Quan Hiểu Đồng." Người đẹp sinh năm 1997 sau đó cũng lập tức chia sẻ bài viết của Lộc Hàm về trang cá nhân, xác định mối quan hệ. Như vậy, sau quãng thời gian mong mỏi nhanh chóng thoát kiếp FA, ước nguyện của Tiểu Lộc cũng thành hiện thực. Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng công khai trên Weibo khiến mạng xã hội này tắc nghẽn. Đồng thời, từ khóa về cặp đôi cũng chiếm trệ hàng một top search chỉ sau 1 giờ đồng hồ, kỷ lục chưa từng thấy từ trước đến nay trên Weibo. Chỉ vài giờ sau khi Lộc Hàm bất ngờ công khai danh tính bạn gái trên trang cá nhân, hàng loạt cô gái trẻ ở Trung Quốc đã gào khóc thảm thiết, thậm chí cắt cổ tay, định nhảy lầu tự tử đã khiến cư dân mạng một phen hoảng hồn. Chuyện yêu mến thần tượng đến điên cuồng và có nhiều hành động quá khích không phải hiếm, nhưng tình yêu đạt đến cực độ cực đoan như vậy thì chỉ có thể xảy đến với Lộc Hàm. Anh chàng được mệnh danh là thiếu gia Bắc Kinh sở hữu tất cả những ưu điểm của một chàng trai lý tưởng trong trái tim mọi cô gái. Lộc Hàm sinh năm 1990 tại Bắc Kinh, anh gia nhập nhóm XOM năm 2012 trong vai trò trưởng nhóm, ca sĩ chính. Các kỹ năng ca hát, trình diễn của Lộc Hàm khiến hàng triệu khán giả mê mẩn. Chỉ trong vòng 5 năm về nước, Lộc Hàm gặt hái thành công trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình thực tế. Hình ảnh quảng cáo các sản phẩm do anh đại diện xuất hiện ở nhiều nơi công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, quảng trường, truyền hình, internet. Trang cá nhân của Lộc Hàm có hơn 40 triệu người theo dõi. Những thông tin liên quan có 219,5 tỷ lượt người xem. Tháng 8 năm 2014, Lộc Hàm từng tạo kỷ lục Guinness trên mạng xã hội khi bài viết Vì sao tôi yêu Manchester United nhận được hơn 13 triệu bình luận. Các phim nổi bật: Trở lại tuổi 20, Tôi là nhân chứng năm 2015, Đạo mộ bút ký năm 2016, Từ chiến trường thành năm 2017, Cú đấm ngọt ngào năm 2018. Còn nhớ vào một ngày gần cuối năm 2018, đôi tình nhân trẻ cùng nhau thư thả dạo phố. Khi ngang qua tiệm mỹ phẩm, cô gái thích thú kéo tay bạn trai vào xem các mẫu son mới. Trong khi người yêu hào hứng lựa chọn rất nhiều mẫu khác nhau, thì chàng trai tỏ vẻ hờ hứng, khiến cô gái tức giận bỏ ra ngoài cửa trước. Nào ngờ lúc chàng trai bước ra, anh giả vờ làm động tác ảo thuật và lấy trong túi áo ra thỏi son môi mà người yêu thích nhất. Hành động lãng mạn này của người yêu khiến cô gái quên hết giận dỗi, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi xinh đẹp của cô. Cả hai khoác tay nhau, tiếp tục hòa mình vào dòng người đông đúc. Ngoài những paparazzi bám sát cặp đôi, mọi người trên phố khó lòng nhận ra cặp đôi dễ thương kia chính là hai nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng. Bên cạnh loạt phản ứng thông thường của fan girl Lộc Hàm như đau khổ, ta nát con tim, cũng có không ít người tò mò về Quan Hiểu Đồng. Đặc biệt những ai vẫn còn cảm thấy mới mẻ trước cái tên Quan Hiểu Đồng thì chắc hẳn sẽ phải choáng ngợp về nhan sắc, tài năng và gia thế của mỹ nhân 9X này. Quan Hiểu Đồng sinh ngày 17 tháng 9 năm 1997 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô được biết đến là một trong tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X năm 2016, cùng với Trịnh Sảng, Dương Tử và ảnh hậu 9X Châu Đông Vũ. Bố Quan Hiểu Đồng là Quan Thiếu Tăng, nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, mẹ là Lý Quân, diễn viên kịch nói. Ông nội cô là Quan Học Tăng, người sáng lập nghệ thuật cầm thư tại Bắc Kinh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm về múa ba lê, diễn xuất. Năm 2005, Quan Hiểu Đồng bỏ túi vai diễn Tiểu Khuynh Thành trong tác phẩm điện ảnh Vô Cực, đạo diễn Trần Khải Ca. Những năm sau đó, nữ diễn viên trẻ liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn và gặt hái vô số giải thưởng danh giá tại Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan, Kim Mã. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Quan Hiểu Đồng đã sở hữu kinh nghiệm diễn xuất không hề kém cạnh nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề. Tính đến nay, Quan Hiểu Đồng đã góp mặt tại hơn 10 bộ phim điện ảnh, 30 bộ phim truyền hình, trong đó có nhiều tác phẩm đình đám như Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Hiên Viên Kiếm, Họa Bì Hai. Đóng phim từ khi 8 tuổi, lại là sao nhí góp mặt trong toàn siêu phẩm của điện ảnh Hoa ngữ, nên Quan Hiểu Đồng đã có khá nhiều kinh nghiệm trên phim trường. Diễn xuất của cô không chỉ thuyết phục khán giả màn ảnh nhỏ, màn ảnh rộng mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Quan Hiểu Đồng tiếp tục đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất khi đảm nhiệm vai chính công chúa Sở Ngọc trong drama chuyển thể Phượng Tu Hoàng. Nhờ tài năng nghệ thuật bẩm sinh, năm 2015, Quan Hiểu Đồng đỗ thủ khoa khối khoa học xã hội, chuyên ngành nghệ thuật thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bước sang tuổi 20, cô ngày càng chứng tỏ bản thân là ngôi sao triển vọng trong làng giải trí showbiz. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh tú, thuần khiết cùng đôi chân dài thẳng tắp, Quan Hiểu Đồng còn được đánh giá là một trong những gương mặt nổi tiếng không mắc bệnh ngôi sao, thân thiện với khán giả và biết tôn trọng bậc tiền bối. Dù đóng phim từ khi còn nhỏ, nhưng Quan Hiểu Đồng là người khá bảo thủ. Là diễn viên, nhưng cô lại có yêu cầu kỳ lạ với các đoàn phim là thuê người đóng thế cảnh hôn. Kiều nữ họ Quan chỉ muốn dành nụ hôn đầu đời trên phim lẫn ngoài đời cho bạn trai. Và ước nguyện đó của cô đã thành sự thật khi gặp Lộc Hàm trong phim Cú Đấm Ngọt Ngào. Mối tình thanh xuân trên phim đã thành hiện thực ngoài đời. Nhờ vậy, những phân đoạn tình cảm của cặp đôi tranh nhau 7 tuổi trên phim khiến khán giả phải thổn thức vì đó cũng chính là cảm xúc thật của hai diễn viên. Lộc Hàm cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, giàu có. Bản thân anh có nhiều tài lẻ về nghệ thuật, chơi nhiều môn thể thao và đặc biệt mê bóng đá. Anh còn được mọi người yêu mến vì luôn ngoan ngoãn, lễ phép và luôn quyết liệt trong mọi việc. Với chàng trai thuộc hàng cực phẩm, việc tuyên bố với cả thế giới về nửa kia của mình quả không phải là điều đơn giản. Phải đến một năm sau khi công khai hẹn hò, tháng 12 năm 2018, Lộc Hàm mới chia sẻ về quyết định táo bạo này của mình.
Trước khi công bố, không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc này, tôi không phải là người ngốc, không phải vì bốc đồng mà công khai tình cảm. Chuyện này tất nhiên sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng, nhưng tôi nghĩ mỗi người mỗi tính, nếu là người khác có thể sẽ không công khai, nhưng tính tôi như vậy nên không thể không nói. Tôi không biết người khác ra sao, bản thân tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Chịu trách nhiệm với hành động của mình chứng tỏ sự trưởng thành của một người, đó là trách nhiệm với bạn gái, gia đình, khán giả hâm mộ và với chính bản thân mình. Sống trong thế giới phù hoa từ lâu nên Lộc Hàm hiểu rõ sự phức tạp của tin đồn. Anh không muốn phải sống trong cảm giác trốn tránh, dù đó là cách mà nhiều nghệ sĩ khác đã chọn. Im lặng trước mọi tin đồn đôi khi là con dao hai lưỡi đáng gờm. Trước đây, do anh im lặng nên trong lần đầu tiên ăn cơm cùng đoàn phim chương trình truyền hình thực tế Running Man phiên bản Trung Quốc, một số nghệ sĩ đã hỏi nhỏ, cậu có con riêng thật hả? Một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người Lộc Hàm, bởi vì người hỏi anh cùng ngành nghề nên mới thấy sức mạnh của tin đồn lớn đến mức nào. Khi anh không lên tiếng thì dễ gây hiểu lầm, mọi người nghiễm nhiên cho rằng chuyện phi lý lại là thật. Từ khi công khai bên nhau, tên tuổi của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng ngay lập tức trở thành từ khóa tìm kiếm nổi bật nhất trên mạng trong một thời gian dài. Mọi thông tin về gia thế và sự nghiệp của cả hai đều được truy lùng và bàn luận trên rất nhiều diễn đàn. Nếu như tình yêu trong phim cú đấm ngọt ngào mang vị dịu nhẹ của viên kẹo xốp marshmallow, thì ngoài đời cả hai lại phải trải qua nhiều chua chát lẫn cay đắng. Bên cạnh những lời chúc phúc, có không ít tin tức tiêu cực phi lý đến khó tin dành cho họ. Quan Hiểu Đồng bị cho là người chành chọe, hỗn xược với đồng nghiệp lớn tuổi, còn Lộc Hàm gặp tin đồn tham công tiếc việc. Đỉnh điểm của việc họ công khai tình cảm là Lộc Hàm chia tay công ty quản lý Nhất Tâm sau 3 năm gắn bó. Đây là công ty đã cưu mang anh ở Trung Quốc, xây dựng những viên gạch đầu tiên trong tình cảnh bị SM đóng băng nhiều phương diện. Tuy có nhiều ân tình với nhau, nhưng quan điểm về chuyện công khai tình cảm của đôi bên có nhiều khác biệt nên cả hai đã đường ai nấy đi. Trước những khó khăn ấy, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã chọn cách đối diện trực tiếp với tin đồn. Cách anh công bố bạn gái trên trang cá nhân tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có can đảm làm việc này, bởi vì họ sợ rất nhiều thứ, sợ mất danh tiếng, sợ mất khán giả, sợ mất thu nhập. Thế nhưng, Lộc Hàm đang ở đỉnh cao danh vọng, lại sợ nhất là tin đồn và đánh mất tình yêu. Anh tự xây dựng công ty riêng để bảo vệ tình yêu của mình. Lần thứ hai bắt đầu từ con số 0 trong sự nghiệp, nhưng chàng trai 28 tuổi vẫn lạc quan với lựa chọn của mình vì bây giờ bên anh luôn có một người ủng hộ hết mình. Tình yêu chấm nở của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự kiên định và khéo léo của đôi bên. Ở vị trí là người của công chúng nên cách yêu của họ cũng có phần khác biệt. Trong cuộc sống đời thường, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng luôn dành cho nhau những cử chỉ rất tình cảm. Thỉnh thoảng họ chia sẻ những bức ảnh chụp cùng nhau rất vui vẻ. Thế nhưng, ở các sự kiện của làng giải trí, khoảng cách của họ đều ở khá xa. Cặp đôi chưa từng chụp hình cùng nhau trên thảm đỏ. Dẫu vậy, những bức ảnh do khán giả chụp trộm luôn khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa. Trong khi Quan Hiểu Đồng phát biểu, Lộc Hàm luôn bí mật nhìn ngắm người yêu từ đằng xa với đôi mắt trìu mến. Anh chưa từng đứng gần cô, nhưng cũng chưa từng rời mắt khỏi cô. Nếu cả hai ở cùng một nơi, thì trong mắt Lộc Hàm sẽ tràn ngập hình ảnh của Quan Hiểu Đồng. Anh cũng sẵn sàng giải vây cho người yêu. Những lúc hiện trường quá đông người, chàng hiệp sĩ âm thầm ấy còn khiến mọi người kinh ngạc khi chạy đến cúi chào mẹ của bạn gái giữa sự kiện đông người. Người yêu của chàng trai ấy chắc chắn phải là cô gái hạnh phúc nhất. Bên nhau đã hơn 3 năm và nhiều lần xuất hiện tin đồn kết hôn, nhưng cho đến nay cặp đôi cú đấm ngọt ngào vẫn chưa có bất cứ động thái nào về việc sắp về chung một nhà. Fan hâm mộ của Hàm Đồng đều mong mỏi chờ đợi, không biết đến bao giờ thần tượng nhà mình mới chịu thông báo tin mừng. Sưởi ấm tình yêu bằng những hành động lãng mạn mà không cần phô trương, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng xứng đáng trở thành hình mẫu cho giới trẻ. Họ không ngừng cống hiến cho các tác phẩm nghệ thuật chất lượng, cho khán giả mà vẫn sắp xếp thời gian dành cho người mình yêu thương. Sự chia sẻ trong công việc lẫn cuộc sống là tường rào vững chắc cho tình yêu ngọt ngào nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ này.